Xin chào quý vị và các bạn. Sau những ngày tạm giảm mưa, miền Bắc lại đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to. Trong khi tại miền Trung, nắng nóng sẽ còn kéo dài. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn ít mưa và sẽ nắng nhiều. Cụ thể tại miền Bắc, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với một vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực Bắc Bộ, phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m, nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể sẽ đi kèm. Còn trong ngày trời vẫn có lúc có nắng đan xen là những cơn mưa rào và dông. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc trong khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Hình thế gây mưa phía Bắc chỉ tác động đến Thanh Hóa và phần phía Bắc của Nghệ An vào đêm và sáng, còn trưa chiều có nắng, nên dọc từ Nghệ An đến Ninh Thuận sẽ có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Vẫn có điểm nhiệt cao cục bộ trên 38 độ. Còn Thanh Hóa và Bình Thuận tiếp tục giữ mức nhiệt là 33 cho tới 35 độ. Dự báo đợt nắng nóng tại miền Trung kéo dài trong những ngày tới, cùng độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao, người dân cũng cần phải hết sức chú ý đề phòng. Khối khí biển ổn định vẫn bao trùm, ngăn cản sự phát triển trở lại của gió mùa Tây Nam. Vì thế, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chủ đạo vẫn là mưa ít, nắng nhiều. Nền nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay tại khu vực Tây Nguyên là từ 31 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt vẫn dao động từ 33 đến 36 độ, nắng nóng xảy ra cục bộ. Trên biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có mưa rào và dông, tầm nhìn xa thấp, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Còn khu vực còn lại bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thời tiết tốt, không có mưa. Thủ đô Hà Nội cũng chịu tác động của rãnh mây dông và vùng xoáy, nên trong ngày và đêm nay có mưa, mưa rào. Trong đó khoảng thời gian đêm nay và sáng sớm mai là lúc có khả năng xuất hiện mưa vừa, có lúc mưa to. Còn trưa chiều có nắng đan xen với mức nhiệt cao nhất là khoảng 32-33 độ. Trong khi đó, khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại thành phố Đà Nẵng trong ngày và đêm nay vẫn ở mức thấp là dưới 30%. Trong ngày trời ít mây, nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay quanh mức 35-36 độ. Đến tối và đêm nhờ hiệu ứng gió biển nên nhiệt độ sẽ giảm về dưới 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phía Nam đang trong những ngày gió mùa Tây Nam hoạt động yếu nên khả năng xảy ra mưa với xác suất mưa thấp dưới 40%. Còn trong ngày, trời tạnh ráo, có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa và chiều ở ngưỡng nắng nóng, 35-36 độ. Trong 3 ngày tới, rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ và vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao sẽ hoạt động mạnh trở lại. Vì thế, Bắc Bộ sẽ có mưa dông nhiều nơi. Trong đó, chiều tối, đêm và sáng sớm sẽ có nhiều nơi mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị.
Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới sẽ giảm nhẹ, cao nhất ngày phổ biến là dưới 33 độ, thời tiết mát mẻ kéo dài. Về các tỉnh miền Trung, dự báo trong ngày mai, khu vực từ Nghệ An trở xuống đến Ninh Thuận vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày, phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở Thanh Hóa và Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32 đến 34 độ. Từ ngày 21 đến 22 tháng 8, hình thế gây mưa phía Bắc tác động thì nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần về diện và cường độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, 3 ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Vì vậy, về chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Còn ban ngày trời nắng gián đoạn, chỉ cục bộ, có nơi có mưa. Nền nhiệt trong các ngày tới sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ. Trên biển do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc, nên trong những ngày tới, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông. Các vùng biển còn lại bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến ít mưa. Gió trên các vùng biển đều duy trì gió hướng Tây Nam, cường độ là trung bình đến yếu. Riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 19 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Thank you.